Sở lão thái gia mở tiệc, bảo phu nhân chuẩn bị toàn đồ chay. Hơn nữa còn là rau củ trong vườn nhà ông trồng nữa. Cha, Hy Bảo còn đang mang thai, Di Ninh thì phải cho con bú. Mấy món này bọn họ ăn không được đâu. Sở Vị Nguyên nhìn thấy một bàn toàn màu xanh, cảm thấy hơi sợ. Con biết cái gì? Thỉnh thoảng ăn một bữa cũng có sao đâu. Rau ta trồng, sao có thể là rau bình thường được? Ngày nào ta cũng ngâm thơ đánh đàn cho mấy cây rau này nghe. Đây đều là rau củ thấm nhuần văn hóa đấy. Ăn vào là thông minh ra. Hiểu chưa? Sở lão thái gia đang định khoe khoang về vườn rau của mình, lại bị con trai ruột chê bai, lập tức nổi giận. Cha, rau thì là rau, nói linh tinh gì mà văn hóa với cả thông minh. Hơn nữa, mấy cây rau này, người chỉ gieo hạt giống thôi, còn lại đều là người khác làm hết. Nghịch tử không ăn thì cút. Ta đây là muốn cho cháu gái và cháu chắt cảm nhận sự thông tuệ. Vâng, vâng, vâng. Lão nhân gia người nói đúng, con không nói nữa. Ra ra, con còn bón cả thuốc bổ cho mấy cây rau này nữa. Vị ngon thật sự rất khác biệt. Rau củ thông tuệ của người, con thấy ăn rất ngon. Nghe thấy chưa? Tên nghịch tử này, chỉ giỏi cãi lời ta. Rau của ta trồng tuyệt đối không giống rau thường. Đại Ngưu, Vân Tiêu, hai đứa thấy thế nào? Con thấy rất ngon. Ở kinh thành không ăn được vị này. Đây là rau củ được trồng ở Tống Gia Thôn chúng con, với núi non, sông nước hữu tình, lại thêm lão thái gia dụng tâm gieo trồng. Món rau này tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Gia gia, tuy rằng con thích ăn thịt, nhưng mà rau của người còn ngon hơn cả thịt. Ha ha ha. Sở Vị Nguyên, ngươi nghe thấy chưa? Chỉ có mỗi mình ngươi là chê bai rau ta trồng. Đúng là con bất hiếu, là nghịch tử. Rau của người là ngon nhất thiên hạ. Ngày mai con mang thêm một ít cho mấy học trò ngoan ngoãn của người, mỗi người một ít. Ngày kia được nghỉ, vừa hay để người nhà của bọn họ nếm thử. Sở Vị Nguyên bắt đầu hiến kế, nếu không thì cả nhà bọn họ lại phải ăn theo. Ý kiến hay, coi như ngươi còn chút tác dụng. Hỉ Bảo, Gia Gia đã nghĩ ra mấy cái tên cho cháu chắt rồi. Con mang về cùng Vân Tiêu bàn bạc xem. Tên nhỏ của hai đứa thế nào cũng được, gọi là Cẩu Thị, Nhị Mao, Tam Oa gì đó đều được. Cảm ơn Gia Gia, chuyện tên nhỏ, chúng con vẫn chưa bàn bạc gì cả. Tống Hỉ Bảo thầm oán thán trong lòng, Gia Gia, người nghiêm túc đấy sao? Cháu chắt của ông mà phải mang biệt danh Cẩu Thịnh sao? Ông phải biết là người trong thôn không nhớ được tên chính, nhưng mà nhất định sẽ nhớ kỹ biệt danh. Mấy chục năm sau, người ta vẫn gọi là Cẩu Thịnh, vậy còn không bằng mấy con bò. Gia Gia, vừa rồi con trai con vừa động đấy, sinh con gái làm bạn với Tinh Tinh cũng tốt. Di Ninh quận chúa sợ con dâu có gánh nặng, vội vàng giải thích, sinh con gái cũng phải học võ, như vậy mới không bị người ta bắt nạt. Nói bậy rồi, con gái xinh đẹp như vậy, sao có thể học võ được? Lỡ như luyện thành tay chân thô kệch thì sao? Tay chân luyện thô giáp, lớn lên, con bé sẽ oán hận cha nó mất. Cha, con gái học võ là chuyện tốt, còn chuyện người lo lắng sẽ không xảy ra đâu. Bản thân mạnh mẽ mới là thật sự mạnh mẽ, cho dù có bao nhiêu người bảo vệ cũng không thể tránh khỏi nguy hiểm. Nghe này, học võ có thể tăng cường sức khỏe. Tinh Tinh nhà chúng ta cũng phải học võ, được không? Con gái chúng ta nói được, chúng ta không cần trở thành cao thủ võ lâm, nhưng mà phải học cách tránh né nguy hiểm, nhất định phải học khinh công. Nương, Tinh Tinh có phải là mọc răng rồi không? Có những đứa trẻ mọc răng sớm lắm, chưa đến 3 tháng đã mọc răng rồi. Chảy nước dãi nhiều như vậy, lại còn thèm thuồng đồ ăn nữa, nhìn thế nào cũng thấy là sắp mọc răng rồi. Đúng là có cắn người thật. Hay là làm gậy mài răng bằng hoa tiêu cho con bé nhé. Làm chứ, làm chứ. Không ngờ Tinh Tinh nhà chúng ta lợi hại như vậy, mọc răng nhanh như vậy. Tống Đại Ngưu và vợ ăn cơm xong liền cáo từ. Đại ca, giấy tờ bán thân của Hạ bà tử đều ở chỗ đại tẩu cả rồi. Hai người yên tâm đi, người mà mẹ chồng đưa đến đều không có vấn đề gì đâu. Đến Vô Tiên, nếu gặp chuyện gì thì đừng có tự mình gánh vác, viết thư cho chúng ta nhiều vào. Khoảng thời gian này, hai người cứ ở nhà hiếu thuận cha mẹ, ông bà cho tốt. Trước khi huynh nhậm chức, chắc chắn bọn họ sẽ rất bận. Hỉ Bảo, có đôi lúc ta cảm thấy muội giống như tỷ tỷ của chúng ta vậy, chứ không phải muội muội. Từ nhỏ đến lớn, gặp chuyện gì đều là muội giúp chúng ta giải quyết. Còn nhớ lúc trước chúng ta đi học, đều muốn sau này làm quan to, rồi bảo vệ muội. Cuối cùng lại là muội bảo vệ chúng ta. Hỉ Bảo, đại ca có phải là vô dụng lắm không? Không bằng muội phu. Đại ca, huynh rất giỏi, chăm chỉ có thể tiến bộ, càng có thể rèn luyện tâm tính. Lúc Vân Tiêu nhận được đề thi đã dự đoán được rồi, chắc chắn huynh sẽ thi đỗ. Huynh đừng hòng bắt ta làm tỷ tỷ, vất vả lắm, ta không làm đâu. Đại ca, trên đời này không phải ai cũng cần phải thi đỗ làm quan to. Rất nhiều người làm việc vì dân, vì hoàng thượng phân ưu, đều là do bọn họ tự mình nỗ lực mà có được. Khoa cử cũng chỉ là một chuyện rất nhỏ trong cuộc đời chúng ta mà thôi. Đối với ta, huynh nhất định phải cố gắng trở thành thanh quan trong mắt dân chúng. Thanh liêm chỉ là một phần thôi, còn phải biết cách ứng xử trên quan trường nữa. Muốn làm được nhiều việc cho dân thì các mối quan hệ là không thể thiếu. Nước quá trong thì cá không sống được. Đại ca, huynh tự mình suy nghĩ đi. Tống Đại Ngư có chút không hiểu, nhưng mà vẫn hành lễ, đa tạ muội phu chỉ giáo. Chỉ giáo thì không dám, chúng ta chỉ là trao đổi với nhau thôi. Ta khuyên huynh nên đến Vô Tiên trước nửa tháng, lắng nghe, quan sát nhiều vào, ít nói lại. Mẫu phi, phụ vương, tam ca, tam tẩu, sao mọi người lại đến đây? Mẫu phi ngày nào cũng nhắc đến muội. Phụ vương thật sự không nhịn được nữa, liền xin hoàng thượng cho nghỉ 2 tháng. Tam ca, ta là người rảnh rỗi,
muốn đi lúc nào cũng được. Phụ vương, mẫu phi, tam ca, tam tẩu, chúng ta về nhà trước đã. Gia gia, cha mẹ con đều đang ở nhà. Chu Vân Tiêu vội vàng tiến lên hành lễ. Tống Đại Ngưu và vợ cũng vậy. Trung Vương phủ là người giúp đỡ bọn họ nhiều nhất. Không cần phải khách sáo, mau đứng lên đi. Chúng ta đi gặp nhạc phụ đại nhân trước đã. Tu Vũ con và Đại Ngưu cùng đi đi. Nói với Tống lão phu nhân, ngày mai chúng ta sẽ đến bái phòng. Phụ vương, con đi cùng với Tu Vũ. Cùng đi đi. Thôn trưởng, vị này là tam công chúa. Công chúa. Thảo dân tham kiến công chúa. Lão nhân gia, người đứng dậy đi ạ. Không cần đa lễ. Bản cung đã nhiều lần nghe An Ninh quận chúa nhắc đến nơi này là nơi đất lành chim đậu. Hôm nay được thấy tận mắt, quả nhiên danh bất hư truyền. Đa tạ công chúa quá khen. Công chúa, con dâu của thôn trưởng chúng ta nấu ăn rất ngon. Người đi đường xa chắc cũng mệt rồi. Hay là chúng ta mời nàng ấy đến đây nấu vài món quê nhà nhé. Được, vậy làm phiền mọi người rồi. Tu Vũ, chàng đi hỏi phụ vương và mẫu phi xem đã dùng bữa trưa. Nếu chưa ăn, thì chúng ta cùng ăn ở đây luôn. Được, ta đi ngay. Tống Hỷ Bảo dẫn tam công chúa và đại tẩu, nhị tẩu ra ngoài đi dạo. Chủ yếu là vì tam công chúa rất tò mò. Hỷ Bảo, mọi người bắt cá ở đây như thế nào vậy? Ngày mai có thể dẫn ta đi bắt cá, săn bắn được không? Muội không đi, phu quân muội nhất định sẽ không cho phép. Nhưng mà đại tẩu của muội có thể đi cùng tỷ. Để muội bảo Lý Khánh Nguyên đến đây. Cô ấy còn biết chơi hơn cả muội nữa. Cái đó được, Lý Khánh Nguyên đó ta biết. Hư phu, hư vô cùng đúng. Hỷ Bảo, ăn cơm thôi. Tam tẩu, chúng ta về thôi. Hỷ Bảo, giọng nãi muội to thật đấy. Luyện thế nào vậy? Từ hồi muội có trí nhớ, giọng nãi muội đã như vậy rồi. Chắc là hồi nhỏ cha muội hay chạy lung tung, nên nãi muội mới luyện thành giọng nói này. Trong thôn đều như vậy cả. Lát nữa sẽ có rất nhiều tiếng gọi ăn cơm. Tống Hỷ Bảo còn chưa dứt lời, đã nghe thấy tiếng gọi Lý Trứng, ăn cơm. Cẩu Thịnh, ăn cơm. Hỷ Bảo, ta cuối cùng cũng hiểu vì sao muội không muốn về kinh thành rồi. Ở đây vui quá. Mỗi buổi sáng, con sông này đều là nơi giặt rũ. Buổi trưa và chiều tối thì rửa rau. Đợi trời nóng thêm chút nữa, người lớn sẽ trực tiếp dẫn trẻ con ra đây tắm. Dưa muối này ngon thật đấy. Bản cung chúa muốn mang một ít về kinh thành. Chuyện này đơn giản, nhà nãi muội có rất nhiều, nhà thôn trưởng cũng có. Sau này mỗi năm muội sẽ cho người đưa đến kinh thành cho tỷ, đảm bảo tỷ có dưa muối ăn. Cảm ơn Hỷ Bảo, cảm ơn hai người Tống nãi nãi. Cảm ơn gì chứ, đều là rau nhà trồng cả. Công chúa, người ở lại đây thêm một thời gian nữa đi, lão thân sẽ làm cho người. Tống nãi nãi, ta phát hiện từ khi về thôn người trẻ ra rất nhiều. Núi non sông nước nơi này rất có linh khí. Ghen tị quá. Tam tẩu, vậy thì lần sau tỷ dẫn mấy đứa nhỏ đến đây ở một thời gian. Phụ vương, mẫu phi muội cũng cho xây một căn nhà 4 gian. Mấy tháng nữa là xong rồi, lần sau đến đây là có thể ở được rồi. Lần này cứ ở chỗ muội trước đi, ủy khuất tỷ một chút. Được, lần sau ta sẽ dẫn mấy đứa nhỏ đến. Ăn cơm xong, Tống Hỷ Bảo dẫn mọi người về quận chúa phủ. Phụ vương, mẫu phi, tam ca, tam tẩu, tất cả mọi thứ ở đây đều là do con và Vân Tiêu tự tay thiết kế và sắp xếp. Bên này là sân viện của phụ vương và mẫu phi, đều được bố trí giống như ở kinh thành. Sân viện của tam ca, tam tẩu là con dựa theo sở thích của hai người mà sắp xếp. Nếu không thích thì nhớ nói với muội. Phòng của đại ca và nhị ca, con cũng đã chuẩn bị xong rồi. Bọn họ đến đây lúc nào cũng có thể ở lại. Hỷ Bảo, con đừng bận tâm, chúng ta ở đâu cũng quen cả. Chỉ cần có con là được rồi. Hôm nay con cũng mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi với Vân Tiêu đi. Cha là người thua kệch, ở đâu cũng được. Tam ca, tam tẩu con cũng sẽ không ý kiến gì đâu. Mau đi nghỉ ngơi đi. Đúng, 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 chúng ta không có ý kiến gì đâu. Sở Vân Tiêu tiêu dẫn tiểu tức phụ về phòng. Thấy nàng kích động như vậy, liền bảo nàng mau ngâm chân, rửa mặt mũi đi, không được thức khuya. Phu quân, đến giờ ta vẫn còn thấy như đang nằm mơ vậy. Phụ vương, mẫu phi, tam ca, tam tẩu đều đến đây rồi. Từ khi trở về đây, trong lòng vẫn luôn nhớ đến họ. Ta còn tưởng phải đợi đến khi ta sinh con, người mới đến. Không ngờ bây giờ người đã đến rồi. Phụ vương, mẫu phi rất thương nàng, vừa hay nhân cơ hội này đến đây để giải khuây. Nhưng mà ta vẫn thấy có lỗi với mọi người. Đứa trẻ mà người bỏ rơi không phải là ta. Ta đã chiếm lấy tất cả những thứ này, nàng không phải chiếm đoạt. Đây là bù đắp của ông trời dành cho bọn hị, cũng là bù đắp cho nàng. Dù là hiện tại hay quá khứ, nàng đều không làm gì sai cả. Ngoan nào, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Nàng thử nghĩ xem, nếu như nàng không đến thì tất cả mọi người đều sẽ đau lòng. Mẫu phi và phụ vương sẽ tự trách bản thân cả đời, thậm chí còn có thể giận chó đánh mèo với Tống gia, nói là bọn họ không chăm sóc tốt cho nữ nhi của người. Ngay cả ta cũng sẽ chết vì nọc rắn. Vậy cha mẹ ta phải làm sao? Nghe lời ta, nàng đã cứu rất nhiều người. Đây là chuyện ông trời đã sắp đặt. Hiểu chưa? Vậy là ta chính là nữ nhi của bọn họ, đúng không? Đúng vậy, nàng vốn dĩ chính là nữ nhi của người. Nhưng mà bây giờ ta đã gả đi xa, muốn gặp mặt người một lần cũng rất khó khăn. Ta vẫn cảm thấy có lỗi với bọn họ. Nhưng mà ở kinh thành, ta lại không nỡ rời xa. Con người luôn tham lam như vậy. Sau này, nàng muốn ở đâu cũng được, chỉ cần nàng vui vẻ là được. Ta và các con đều sẽ nghe lời nàng.